âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác nhá. Ngày hôm nay là bọn em đã chính thức là mang cái lô loa sân xui với cái mã là VK10 về để bắt đầu sẽ gửi hàng cho các bác từ hôm nay. Thì hôm qua em đã về được một ít rồi, đã bắt đầu gửi hàng cho các bác từ hôm qua rồi. Thì hôm nay em đã vừa mang được khoảng đôi chục đôi về đây. Lát sẽ đi, hiện tại bên em đang đi chữa một chuyến nữa thì sẽ hết luôn. Thì chiều ngày hôm nay bọn em gần như là đi nhon cái lô này luôn các bác nhá. Đấy, chiều nay sẽ đi nhon luôn và chỉ còn được khoảng nếu em ước chừng á thì cái lô loa này em cũng còn được khoảng tổng họ độ 5 cặp là hết luôn, là tổng kết cái lô loa sân xui được luôn. Thì như các bác đã biết cái lô loa sân xui này của em này đang rất là đẹp. Đang rất là đẹp luôn. Và chất âm của nó thì đã được khẳng định rồi. Khẳng định một điều là tất cả những ai mà đến đây nghe lần đầu tiên cũng phải mê mệt lô loa này luôn. Chắc chắn điều đó bởi vì nó quá là hay luôn. Và tất cả góc cạnh lô loa này đang còn hoàn hảo hết. Đấy, thì ngày hôm nay em đã về và sẽ chính thức gửi hàng cho các bác. Rất là nhiều bác đã đang mong chờ lô loa này lắm. Và đây cũng là cái lô loa mà bên em có thể nói là ghép dàn nhiều nhất trong lịch sử luôn. Em chưa có một lô loa 25 nào mà em ghép dàn như lô loa này luôn. Mỗi một ngày thực sự các bác là đi cứ 4-5 dàn mình lo này không? Mình lo này không? Với một bộ dàn tầm khoảng 15 triệu ghép lô loa này để quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay mà em sẽ bắt đầu đóng lô loa này và những bác khách nào hiện tại đang thích lô loa này ấy, thì các bác liên hệ ngay với cửa hàng em trước khi hết hàng các bác nhá. Đấy, tất cả đã được bọc ni lông và chuẩn bị đóng hàng luôn cho các bác rồi. Đấy, với cái mã là VK10 các bác nhá, săn xui. Một trong những dòng loa đẳng cấp của người Nhật các bác ạ. Những bác nào đã thích đô loa, đã yêu đô loa này rồi, hãy liên hệ ngay với em. Em xuân số điện thoại 0903040590 ở phía dưới màn hình đây các bác nha. Và những bác khách nào mà chưa được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của đô loa này, em mời các bác cùng xem cái vẻ đẹp của đô loa này nó như thế nào. Và cũng như là chất âm của đô loa này và cũng như là chất mic của đô loa này, em mời các bác cùng nghe hết một lượt luôn. Đấy. Và đô loa này hiện tại cửa hàng em đang bán với giá là 6.800.000 đồng một đôi các bác nha, giá tại cửa hàng. Và đây là một đô loa chất lượng cực kỳ luôn, một trong những đô loa đẳng cấp của người Nhật các bác ạ. Chắp neo các bác nha, mời các bác cùng xem ạ. Các bác nha, các bác cùng xem cái nội thất bên trong đô loa săn xui này. Các bác nhìn qua thực sự là đúng chất loa Nhật luôn. Thực sự là các bác nhìn thấy là nó đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Riêng với cái dòng loa săn xui thì hiện trường không hiếm đâu bác. Nhưng mà dòng loa săn xui mà tép neo á thì cực hiếm. Đấy, và đặc biệt với những cái bản đời cao này thì trên thị trường rất ít gặp luôn. Các bạn thấy là săn xui thì nó là một cái dòng loa được gì ạ? Được sản xuất từ một cái công ty đầu tiên sản xuất những dòng loa nghe nhạc, xong là họ chuyển sang dòng karaoke nữa. Cho nên là cái độ hoàn thiện cũng như là cái chất âm của dòng loa săn xui lúc nào họ cũng châu chút rất là lớn. Và cái độ hoàn thiện của đôi loa cực kỳ cao luôn. Các bạn thấy cho em đây, cái quả tép của đôi loa. Đây chính là cái quả tép của đôi loa, một quả tép neo. Xin thưa các bác là nếu mà nói về quả tép neo thì em thật là trên thị trường này kiểu dáng thì thật sự là con này nó quá đẹp luôn. Và cái độ hoàn thiện của nó cực kỳ đẳng cấp. Với những cái dòng neo này này á, các bác sẽ thấy là cái từ tính của nó cực kỳ cao luôn. Và cái quả tép của nó là thực sự đẹp các bác ạ. Đấy, từng cái tem cho đến từng cái chất lượng từ 500 neo ở đây các bác nhìn thấy này. Qua bao nhiêu năm này thì nó bóng nhoáng này. Tôi bác nhìn nghiêng thấy là nó có ánh, có cái một cái ánh hồng cá mây á. Nên các bác nhìn nghiêng nghiêng á, nó sẽ có cái ánh phản quang bảy màu rất là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác là các bác nhìn thấy là đôi loa này thì em thấy quá mê mẩn luôn. Thực sự là đẹp. Đấy. Đẳng cấp luôn các bác nhá. Quả tép neo này thuộc dòng con dẹt nữa của thằng săn xui nữa. Mà săn xui là một cái thương hiệu là sản xuất dòng loa nghe nhạc mà họ làm những con tép neo này thì các bác sẽ thực tượng này. Cái tép nó ra cực kỳ nhuyễn luôn. Nó nhuyễn, các bác đã vừa nghe xong á, cái tép chất nó cực kỳ nhuyễn luôn. Nó đẹp lắm, mịn màng nghe nó gần không hề chói tai nhá. Các bác nghe gần và nghe cực độ cao hoàn toàn không chói đâu bác, nghe rất là sướng, cực kỳ đã luôn. Đấy. Còn về với cái bát thì bát của cái mã săn xui này, bác thấy là cái bát này nó đã khác với những cái mã bát mà bình thường chúng ta hay thấy trên thị trường rồi. Với một cái dòng bát chất lượng từ cực kỳ cao. Và chất lượng từ bác nhìn thấy nó rất là đen và cứng. Đấy, có tem QC ở đây, phía đây luôn. Đấy. Và mọi cái nước sơn cho đến mọi vấn đề này phải nói là cực kỳ đàng hoàng đẹp. Đấy. Nhện là nhện 4 sóng, côn 65. Từng cái đầu dâu cũng được bọc gen các bác nhá. Những cái dâu sẽ được bọc gen hết và ngon lành hết. Chất liệu màng gần là gần 2 sóng các bác nhá. Gần 2 sóng luôn. Rất là xịn sò. Phải nói là rất là đẹp. Các bác nhìn thấy là cái đôi loa này mê luôn, từng cái anh đầu tiên luôn. Phân tần thì nó thật các bác là em không cần gì phải nói nữa. Thực sự là cái phân tần nó đẹp thật luôn. Một cái phân tần loa full 25 thì sử dụng tới 2 bóng bảo vệ tép. Đấy, 2 bóng xạ tép các bác nhá. Với những chiếc bóng này nó hoạt động cực kỳ hoàn hảo luôn. Khi chúng ta để cho cường độ hú cao thì cái bóng này nó sẽ bảo vệ cái tép hoàn hảo và nó sẽ sáng lên. Nó sẽ triệt tiêu những cái âm lượng dư thừa để bảo vệ quả tép chúng ta nó không bị cháy. Và các bác thấy là phần tần họ làm phải nói thực sự là đầu tư.
từng cái dây cho đến từng cái cuộn cám, từng cái quân tụ. Và họ sử dụng cái quân tụ đây, bác nhìn này này, những quân tụ của thằng Hinh Tát thế này đấy. Cái quân tụ này là bác thấy là những trên những cái dòng loa nghe nhạc của dòng Sansui cũng có luôn, và họ sử dụng ngay cái tụ này trên dòng loa karaoke luôn. Để các bác biết họ thực sự đầu tư vào đôi loa này rất là nhiều, và cái cách họ làm phân tần thực sự nhìn rất là xịn sò luôn. Các bác nhìn nó rất là xịn sò đúng không ạ? Nhìn nó độ hoàn thiện cực kỳ cao, nó ngon lành, không còn một điểm trừ thực sự luôn. Chúng ta nhìn thấy đôi loa này thực sự là phải nói là thực sự là rất là mê mẩn. Người Nhật họ làm đầu tư, làm cái gì nó cũng chỉn chu, từng cái cuộn cảm, từng cái cuộn cảm tép, cuộn cảm bát họ làm rất là đẹp, rất là to. Đấy, rồi cái bóng xả tép, tất cả những con tụ ở đây, con dơle đây đều được rít dây bảo vệ hết và gắn keo chân hết các bác nhé. Tất cả những con tụ đây đều được gắn keo chân hết để bảo vệ nó không bị lỏng trong quá trình sử dụng, trong quá trình vận chuyển nữa. Đấy, lâu năm đấy. Còn về với tiêu âm thì phải nói một điều là đôi loa của Eric là của dòng Sansui này tuyệt vời. Các bác thấy là những cái dòng bông nện này á là sử dụng chung cái dòng bông nện trên dòng loa nghe nhạc của dòng Sansui luôn. Như Sansui này, Akai này, hoặc là Pioneer, thì những cái hãng như Pioneer họ cũng không, dòng karaoke họ vẫn đang là sử dụng dòng bông thủy tinh mới, ít khi họ sử dụng bông nện này giống như dòng Sansui này. Nhưng Sansui họ là sử dụng ngay cái dòng bông nện trên những dòng loa nghe nhạc của mình, áp dụng vào dòng karaoke. Và dòng bông nện này chúng ta hay thấy nhất trên những dòng loa nhập châu Âu, ví dụ JBL hàng nhập nguyên chiếc này, hoặc là PV này, hoặc là vân vân. Những dòng loa đó chúng ta hay thấy dòng bông nện này. Và các bác nhìn thấy cái khoang này, họ tiêu âm như dòng loa nghe nhạc luôn. Em cứ tưởng tượng đây là họ đang làm một dòng loa nghe nhạc vậy á. Họ tiêu âm quá kỹ các bác nhìn này. Từng cái phần đáy loa cũng tiêu âm, và từng phần dưới đáy loa cũng tiêu âm, mọi thứ tiêu âm hết. Phi âm lên đây mày không tép luôn. Bình thường hạng loa chúng ta thấy là karaoke là họ chỉ tiêu âm trên khoang bát thôi. Ít khi họ tiêu âm trên khoang bát, khoang tép, nhưng họ đã tiêu âm lên cả khoang tép luôn. Đấy, tất cả họ đều làm rất là cẩn thận luôn. Và họ không có đóng nhìn nó sơ sài, mà họ gấp vuông góc và họ đánh bốc, đánh bốc đinh vít, đinh đây. Nhìn nó rất là gọn gàng và nhìn nó thực sự nó đẹp. Chắc chắn loa thì thùng vách là đồng gỗ đóng khuyên hết đấy. Các bác thấy là cái chiếc loa này của em thì là nó là nguyên bản nó là màu trắng, nhưng mà chiếc này là em vừa sơn cho bác khách. Đấy, em sơn cho bác khách màu đen, nếu mà bác khách bác hẹn thì em vừa sơn một đôi. Đấy, thì để em quay mẫu luôn cho các bác luôn. Thì các bác thấy là đôi loa Sansui họ làm cái độ hoàn thiện và đó là cực kỳ cao luôn. Thì chúng ta sử dụng những đôi loa của người Nhật, và đặc biệt là những đôi loa mà hãng model đời cao này, thì các bác thấy chất lượng nó quá thừa luôn. Và chất lượng âm thanh của đôi loa Nhật hàng xịn nó sẽ khác hoàn toàn so với chúng ta sử dụng những dòng loa của thằng nhái, hàng chung lung tung thì thực sự chất lượng nó quá kém, và những tiếng tép nó quá kém luôn. Thì đôi loa này các bác biết là giải bát đôi loa này xuống tới 50 hàng luôn. Một cái giải bát mà xuống cực kỳ sâu, trong tất cả dòng loa Sansui thì rất ít khi dòng loa full 25 mà xuống được 50 hàng lắm. Nhưng đôi loa này của em nó xuống tới 50 hàng luôn, trên thông tin ghi rất là rõ này. Đấy, đúng không ạ? 50 hạt luôn. Là một cái dải bát rất là sâu các bác nhá, một cái dải bát cực kỳ sâu luôn. Dải tép thì chắc chắn là 20kHz rồi. Bởi vì con tép này là con tép neo, và cái độ phủ âm thanh của cô đôi loa này xin thưa các bác luôn, độ phủ cực kỳ khủng luôn. Đấy. Bác nào đã từng dùng đôi loa LDH của em thì cái đôi loa này của em cái độ phủ âm thanh không kém, không khác gì đôi loa LDH luôn. Cái độ phủ âm thanh nó cực rộng. Chỉ cần một đôi loa này riêng về phần nhạc thì em bao các bác với không gian 30 mét vuông vẫn thoải mái, vẫn dư giả các bác nhá. Cái độ phủ âm thanh của nó là đáng kinh ngạc luôn cho những đôi loa Nhật này. Đấy. Và những bác khách nào hiện tại đang thích đôi loa này hãy liên hệ ngay với em theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đấy ạ. 0903040590. Liên hệ với em để chúng ta có đôi loa này các bác nhá. Sợ là nhanh hết hàng ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác. Vâng, cửa hàng âm thanh số đó xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay em sẽ test cho các bác trước nghe đôi loa Sansui. Thực sự đây là một đôi loa phải nói là tuyệt vời hay. Và em có thể nói một điều là đôi loa này em tự tin nói một câu là nó không khác gì một cái đôi loa LDH mà hôm vừa rồi em vừa bán. Có thể nói một điều mà số người đến đây có thể nói là hơn cũng được, luôn cũng được đấy. Thực sự là em bất ngờ và em rất là và thích luôn. Và đó, ngày hôm nay thì phải nói một câu là em test thử đây cho các bác. Những bác nào mà thích đôi loa này hãy liên hệ với em gấp luôn. Bởi vì hàng đôi loa này của em khoảng 2 ngày nữa hàng này về. Đấy. Hiện tại là em có một đôi mẫu này để test cho các bác nghe thử. Và mới từ sáng khi sau khi em đã nhã hình cho các bác đã có tới 5-6 người đặt hàng với em rồi. Đấy. Thì em nói các bác luôn là số lượng của em là chỉ có tầm khoảng 20 cặp thôi ạ. Cho nên những bác nào mà đặt nhanh thì cái gì sẽ còn. Em khẳng định các bác một điều, đôi loa này em đố ai chê được nếu nghe về đêm về nghe. Em nói một điều là riêng đôi loa này nếu các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng, trong vòng một tuần nếu bất cứ một ai chê hàng cứ trả lại hàng em Xuân mới mà vui vẻ luôn. Em không trừ các bác một đồng nào cả. Và đôi loa này em bao các bác hay về mọi mặt luôn. Nó hay về cả giải bát, và nó hay về cả giải trung, giải tép. Nó hay tuyệt vời.
một đô la full 25 nhưng mà giải bát nó xuống tới 50 hạt. Để bác tưởng tượng là nó kinh đến cỡ nào luôn. Bắt đánh cực sâu luôn. Em không ngờ là đô ba là nó bọc em nó bắt đánh sâu như thế luôn. Nó sâu như đô la nằm rồi các bác ạ. Không khác như đô la nằm luôn. Một trong những cái thương hiệu lớn của Nhật Bản và Samsung là một thương hiệu quá lớn. Chuyên sản xuất cái dòng loa nghe nhạc. Và ngày hôm nay chúng ta một thử một đôi loa sản xuất về dòng karaoke. Và cái chất lượng âm thanh nó đặt đến một cái điểm mà thực sự là hoàn hảo rồi. Em nói một điều là thời điểm này là một cái hoàn hảo và một cái giá siêu hoàn hảo nữa. Và đó là một cái giá siêu hoàn hảo. Hiện tại em dành cho những bác khách nó đặt hàng nhanh nhất với giá chỉ có 6.800.000 đồng một đôi. Nhưng cam kết các bác luôn, hãy lấy những đôi loa ta 7 triệu, hơn 7 triệu về nghe thử mà xem. Không thể ăn được đôi loa này của em. Em nói tự tin câu đó, các bác không cần tin em Xuân làm gì cả. Đừng có tin em, mà hãy lấy loa về tự mình kiểm tra xem đúng hay không. Và phản biện em Xuân nói có đúng hay không nha. Ngay bây giờ em cho các bác được nghe trước cái bản test đôi loa này. Hai loại nhạc luôn. Ok, chúng ta cùng nghe bản nhạc đầu tiên. Bác cùng nghe thử nha. Em đảm bảo các bác chỉ có mê mệt luôn. Đánh cực chắc. Bác đánh cực chắc luôn. Phê luôn đấy. Nó phê thật, tiếng tép với bác cho bác nghe luôn, tiếng tép nghe về cực nhuyễn luôn, dòng này ngồi gần không chối luôn, tép này các bác ngồi gần thì không chối luôn nhá, cực mịn màng luôn, tép là thằng xui thì không chê được đâu. Các bác ạ. Em không ngờ là nó tuyệt vời đến mức đấy.
Mặc dù là hiện tại mọi người vẫn đang làm việc rất là ồn, âm lượng rất là ồn, mọi người vẫn đang làm việc, đang đóng hàng ở đi buổi chiều đây, và đang chờ hàng ở đi đây, tạp âm cực kỳ nhiều. Nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó mang lại của đôi loa này không có một điểm trừ luôn. Phải nói một câu là em tự tin một câu là em rất là mong chờ ngày mai sẽ có những bác khách đến nghe trực tiếp xem em Sono có đúng hay không, hay là nói xạo, hay là nói vớ vẩn đây, các bác đến nghe trực tiếp để nghe cảm nhận đôi loa này nó đẳng cấp cỡ nào các bác nhá. Đấy, và ngay bây giờ đây em mời các bác cùng xem đôi loa nội thất bên trong nó sẽ đẳng cấp cỡ nào luôn, và cái giá các bác sẽ nên quá rẻ, ok. Vâng, lần đầu tiên cho được cửa hàng âm thanh Sono Đúc Đỏ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác ạ. Hôm nay em xin phép được test cái bộ dàn mà bị người ta bỏ đi, người ta vứt đi, thì các sẽ cảm nhận như thế nào. Đây là một bộ dàn em phối ghép một đôi loa Sansui, có thể nói là một trong những đôi loa mà em phải nói cực kỳ tâm đắc luôn. Em nói với các bác một điều là đôi loa này em khẳng định các bác là em bao các bác dùng cho vòng 10 ngày không thích cứ trả lại cho em. Em xuân rất là vui vẻ và không trừ các bác một đồng luôn. Và nói lại một câu nữa là em đền gấp 10 lần tiền nếu ai nó có thể chứng minh được đôi loa này là hàng nhái, không phải hàng chính hãng của Sansui. Và cái chất âm của đôi loa Sansui này em khẳng định một điều là nó tuyệt vời. Em nói lần bác là em các bác em không cần các bác phải tin cái lời nói của em Xuân đâu, em cần các bác hãy hành động để các bác thuê xem là thằng Xuân này nó làm ăn có đúng hay không. Mà em Xuân đứng được trước mặt các bác đến ngày hôm nay á, đó là em luôn luôn có một câu tâm đắc mà các bác đều biết rồi, nói được sẽ làm được, không vòng vo, không nói nhiều. Đấy, nói một lần thôi, cứ theo chính sách mà làm, đã nói ra rồi phải làm, cứ không có nói nhiều vòng vo các bác nha. Thì đây là một bộ dàn ngày hôm nay em sẽ phối ghép, cũng như bộ dàn này thì chắc chắn em đã ghép cho tầm khoảng độ 3 bát rồi, cũng đã nhận đơn rồi, cũng nhận đơn 3 bát rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là do là hàng thì bắt đầu cho về rồi, từ ngày mai bắt đầu cho hàng về thì em sẽ bắt đầu gửi hàng cho các bác. Và cái số lượng loa Sansui thì cũng không còn nhiều bác ạ, chỉ còn đâu đó tầm khoảng độ không đến chục cặp, mà trong khi là em còn chưa đến sóng các bác. Thì bộ dàn này em phối ghép với giá tiền sẽ như sau. Thứ nhất là em sẽ ghép một con đẩy V3, con đẩy V3 các bác nhá, với cái giá là 2,6 triệu một con. Một con vàng Moto X5 với giá là 3 triệu và một bộ mic của dòng LNG Bayer thì em bán với giá là 2,5 triệu. Cộng với đó là một đôi loa Sansui với giá là 6,8 triệu. Bộ dàn này nếu cộng sơ sơ hình như là dưới 15 triệu thì phải. Các bác cộng giùm em nhé, có thể sai một chút, ok. Thì ngay bây giờ em mời các bác cùng nghe cái chất âm của bộ dàn này, em sẽ test cho bác cùng nghe. Và em nói lại với bác lần nữa là em Xuân là một người hát hơi yếu một chút mà không có cái chất âm ngân nga. Nói chung là em này không biết ngân nga, cho nên là em sẽ cài cấu hình nguồn vàng là rất là nhiều cấu hình. Cấu hình echo revert, cấu hình revert, cấu hình echo và cấu hình cho người nghe nhạc. Có nghĩa là các bác sẽ dùng một tất rất là nhiều cấu hình. Người yếu cũng hát được, người hát tốt cũng hát được, người nào cũng hát được cả. Thì em là một người hát yếu cho nên em sẽ chọn cái cấu hình mà dành cho người hát yếu như em. Đó là em sẽ chọn cái cấu hình mà pha giữa 7% echo và chỉ dùng 3% revert thôi. Thì hát rất là dễ, đối với em thì em sẽ hát rất là dễ. Đấy. Và cái đặc biệt cái dòng loa này là tép neo, dòng này là dòng tép neo mới nhất, đẳng cấp nhất của hàng Sansui, cho nên cái tiếng độ nhạy rất là cao, thì lên nốt cao và nó là cực kỳ dễ luôn. Thì các bác hãy cùng cảm nhận của em nhé, các sẽ thấy là cực kỳ hay. Em hát cái cấu hình này thì các bác sẽ thấy là nó hơi vang nhại nhiều, nhưng mà bên ngoài thì nghe rất là vừa, nhưng mà có thể nghe cho điện thoại nó sẽ hơi dối, các bác thông cảm. Giờ là mình người hát yếu, bác nào mà hát tốt chọn sau cấu hình số 2 revert, hát cực hay, ok. Ok, và bây giờ em sẽ test các bác cùng nghe nhá. Bắt đầu bật mic lên và sẽ hát bài Đình Dũng của ca sĩ Đình Dũng. Bài này lâu lắm rồi em không hát, hơn hát thử nhá. Tiếng xì nghe nó phê làm sao, nó đi vào quân tim làm sao luôn. Đá luôn các bác. Đây, em để cái điện thoại này cho bác cùng xem. Vẫn lời yêu thương cũng hết sau hai từ chia tay, ngàn lời hứa sẽ yêu mãi cũng theo gió bay. Về trên anh có một góc đầm chỉ vì tiếc nuối cho những tháng ngày mình bên nhau, thời gian có xóa mờ niềm đau. Liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không em? Người bạn hạnh phúc ta bán đi đôi nay yêu quạnh. Em có đôi tình không? Chỉ vì đôi phút nồng lòng mà đánh mất người đã có với mình.
cạn hành rồi. Nếu như có xin đừng làm nhau đau, vì cuộc đời dài ngang, ai biết ngày mai xa, có ai sống quá một lần, mất nhau cay đắng muôn phần, kiếp sau người sẽ bên nhau, biết được không? Vết thương xa đau rồi còn quá mau. Vì tình cảm ta trao, đau rồi làm sao không? Trái tim muốn nói một lần, muốn bên em suốt cuộc đời. Chốn thương nhau ở kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Thực sự là cái âm gió rất đẹp các bác ạ. Do cái bài này thì em không có hay thường xuyên hát, cho nên là hát đang là sai lời, các bác thông cảm nhá. Cái lời em hát không được thuộc lắm. Nhưng các bác thấy là những cái tiếng gió, cái bộ dàn này siêu đẹp luôn. Chỉ có những dòng loa mà thực sự độ nhạy cực kỳ cao, mà dòng con dẹp đẳng cấp mới có thể làm được đó các bác nhá. Tiếng xì rất đẹp, rất là sạch, trong, đá luôn. Điều gian duyên số có thứ tha cho mình không em? Người bạn hạnh phúc ta mất đi đổi lấy yêu hoài. Em có nuôi tình không? Chỉ vì đôi phút nồng lặng mà đánh mất người đã có quay mình cả thành rồi. Nhau đau vì cuộc đời dài ngắn, ai biết ngày mai sao, có ai sống quá một lần, mất nhau cay đắng muôn phần, kiếp sau người sẽ bên nhau biết được. Vậy tình cảm ta trao, đau rồi làm sao không? Trái tim muốn nói một lần, muốn bên em suốt một đời, cho thương nhau ở kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Đau rồi còn quá mau, vậy tình cảm ta trao, đau rồi làm sao không? Trái tim muốn nói một lời, muốn bên em suốt cuộc đời, cho thương nhau ở kiếp này, xin đừng. Quá phê luôn. Một cái giọng hát mà yếu như em, một cái người mà với cái giọng em nó rất là yếu, mà em có thể hát được một cái bài hát thực sự là lên những nốt cao, mặc dù là nó không được tốt, nhưng mà bác thấy là nó cũng rất là tuyệt vời. Và em lên những nốt cao khá là tự tin. Đấy, phải đó là những bộ dàn có thể làm mà chất âm nó bay bổng, nó tuyệt vời như thế, có thể làm mới làm được điều đó, chứ không phải bộ dàn nào làm. Và em sẽ vừa nói lần nữa là chiều dài 10 lần tiền cho ai dám nói câu này, đây là hàng nhái, và chứng minh được một chút cho em. Ok nha. Đấy, và những bác nào chưa được xem nội thất bên trong, em mời các bác cùng xem. Các bác sẽ thấy đôi loa này nó đáng giá như thế nào, mà tại sao mà đôi loa em chưa lên sóng mà đã gần hết hàng. Đương nhiên là những người chơi loa đã nhìn phát biết ngay và sẽ chốt rất là nhanh chóng các bác nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.